có những cái giải pháp chuyển đổi dữ liệu như thế nào. Thì Oracle nó cung cấp cho ta một số cái giải pháp như sau này: Data Pump này, SQL Loader này, External Table này. Thì ba giải pháp đó là ba cái giải pháp mà Oracle cung cấp chúng ta. Trong đó là giải pháp mà Data Pump có thể nói là một giải pháp tuyệt vời, mà nó có thể là hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong quá trình chúng ta chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Nhất, Data Pump nó dùng trong trường hợp nào? Khi chúng ta chuyển từ cơ sở dữ liệu 11G đến 19C, chúng ta dùng Data Pump để export full dữ liệu và đẩy sang kia là full dữ liệu. Sau đó dùng Golden Gate. Hoặc là chuyển từ cơ sở dữ liệu DB này sang DB kia mà chúng ta chuyển một phần, đúng không? DB chúng ta 10T, chúng ta chỉ chuyển 100G hoặc là 1T dữ liệu quan trọng thôi, chúng ta cũng dùng Data Pump. Hoặc khi chúng ta chuyển ít hơn hay các trường khác, hay chúng ta muốn nén, hay chúng ta muốn export qua labeling, hay là chúng ta muốn export ở DataGuard để giảm tải cho hệ thống ở con chính, thì Data Pump là công cụ vạn năng để giúp chúng ta những điều như thế nhé. Nó có thể nói là cực kỳ tuyệt vời đấy. Các bạn tìm hiểu kỹ vào, trên website có các cái thủ tục thực hiện các bạn đấy. Cái thứ hai là SQL Loader. Nếu mà chúng ta có một cái file CSV hay là file text chẳng hạn thế, 10 triệu phải ghi, chúng ta muốn insert vào cơ sở dữ liệu thì chúng ta làm như nào? Khó đúng không? Không phải dễ. Thế thì SQL Loader nó làm được đó. Nó sẽ định nghĩa cái ví dụ file text hay file CSV chúng ta định dạng như nào. File text định dạng dấu phẩy là cách nhau của cái trường đúng không? Đấy, nó cứ import hết vào chúng ta và nó import cực kỳ nhanh vào cái bảng của chúng ta. Thì SQL Loader thì tôi có kinh nghiệm chuyển đổi từ hệ thống DB2 sang hệ thống Oracle rồi. DB2 nó cũng nhiều lắm, nó mấy tê cơ. Chuyển sang nó cũng khá mất nhiều thời gian. Dùng cũng rất là tuyệt vời. Cái thứ ba giải pháp đó chính là cái External Table. Có nghĩa là chúng ta dùng cái bảng bọi bảng ngoài, những cái dữ liệu nào mà chúng ta không cần đẩy vào database ấy, để giảm cái dung lượng database đi cho nhanh gọn, thì chúng ta tạo một cái bảng một cái file ngoài, nó nào cần thì chúng ta load vào thôi. Load vào thì chúng ta hoàn toàn có thể là insert vào bảng trong database, hoặc là chúng ta có thể join như bình thường, dùng như bình thường, nó là external table chứ. Nhưng một số cái công nghệ đó thì mọi người phải cố gắng nắm đầy đủ vào Data Pump này, SQL Loader này và external table, để trong trường hợp nào thì chúng ta dùng công cụ nào để chúng ta hiểu kỹ hơn nhé, áp dụng cho nó chuẩn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.